A, B, C, D, E, F, G. What? À, xin chào các bạn. Cái bài hát đó mình lúc trước mình học tiếng Anh, mình bắt chước các bạn của mình hát cái bài ABC song này. Mình cứ nghĩ nó là khá là quan trọng để mà bắt đầu học tiếng Anh. Thì sau khi học phát âm xong thì mình thấy cái bản chữ cái đó thực sự không quan trọng bằng cái bản chữ cái phiên âm các bạn. APA. Nếu mà chưa hiểu rõ về 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 phát âm mà bắt chước cái bài hát đó thì rất dễ dính cái hát theo kiểu tiếng Anh Việt các bạn. Và hôm nay thì mình để khỏi tránh phải hát cái bài theo kiểu là A B C D E F G thì mình sẽ hướng dẫn cái bạn theo chuẩn APA. Thì bạn ta bắt đầu nha, các bạn để ý này. Cho nên là A A này, B C D E F. Các bạn ghép nhanh chữ nguyên âm E với phụ âm F, G, G. Các bạn nhớ được hình miệng nhé. Âm mình là ch, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M. Bạn ghép nhanh âm E với âm ứ. M, M, N, M, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, 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 X, X, Y, Y, Z, Z. Nếu các bạn nào mà không nhớ cái nguyên âm phụ âm thì cố gắng coi lại các phần nguyên âm và phần phụ âm, giới thiệu phụ âm các bạn. Thì bây giờ mình thử hát hát. Cố gắng loại cái giọng Việt của bạn ra để tập, để làm quen dần với cái âm tiếng Anh. Từ từ thôi nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, X, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time when you sing with me. Bye bye.